eo biển Đài Loan lại nóng lên, lần này có thêm một yếu tố từ châu Âu. Hôm qua, một phái đoàn từ Pháp đã bắt đầu lên đường đi thăm hòn đảo, bất chấp Trung Quốc phản đối kịch liệt. Liệu chuyến thăm này có đánh dấu sự can dự nhiều hơn từ châu Âu vào eo biển Đài Loan hay không? Nếu thật sự châu Âu tham gia cùng với Mỹ và Nhật, thì khả năng Trung Quốc cưỡng chiếm hòn đảo sẽ ngày càng xa vời. Trong khi đó, tình trạng thiếu điện của Trung Quốc vẫn nghiêm trọng và chưa có lời giải hợp lý. Mới đây, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã phải nhập khẩn cấp than đá từ nước láng giềng Kazakhstan nhằm bổ sung cho các nhà máy nhiệt điện. Tại nền kinh tế số 2 châu Á là Nhật Bản, tân thủ tướng Fumio Kishida lên cầm quyền với đầy thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài. Những đồng chí nào sẽ sát cánh cùng ông trong nội các mới? Tại Myanmar, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang gặp vấn đề về sức khỏe do tuổi cao, cộng với liên tục phải hầu tòa với tần suất quá nhiều. Các thông tin đáng chú ý khác, nhà vua Jordan bị tố chi hàng trăm triệu đô la tiền thuế mua đồ cá nhân. Hai nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Y học 2021. Bảo tàng làm bằng rác thải nhựa ở Indonesia có gì thú vị? Ghé thăm hội chợ sách lớn nhất Ả Rập Xê Út. Tất cả sẽ có trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Ngọc Mai xin kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, một phái đoàn Thượng viện Pháp do nghị sĩ Alain Richard, cũng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã bắt đầu lên máy bay thăm Đài Loan vào hôm qua 4 tháng 10 theo giờ Paris. Chuyến thăm diễn ra khi những ngày qua, hàng loạt phi cơ Trung Quốc đã xâm phạm không phận và liên tục đe dọa uy hiếp hòn đảo. Nghị sĩ Alain Richard sẽ dẫn đầu một phái đoàn của Thượng viện Pháp đến trao đổi và nghiên cứu ở Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10. Trước chuyến đi từ rất lâu, chính quyền Bắc Kinh đã liên tục phản đối. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp nói rằng chuyến đi sẽ làm gián đoạn quan hệ hai nước một cách không đáng có. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 30 tháng 9, Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ cuộc trao đổi hoặc tiếp xúc chính thức nào giữa các thượng nghị sĩ Pháp và chính quyền ở thủ đô Đài Bắc. Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung ương đảng Trung Quốc thì gọi chuyến đi là hành động ngớ ngẩn vào thời điểm Pháp vừa bị Mỹ đâm sau lưng với thỏa thuận AUKUS phá ngang hợp đồng đóng tàu ngầm của Paris với Canberra. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp tuần trước cũng yêu cầu các thượng nghị sĩ Pháp suy nghĩ kỹ và xem xét lại quyết định, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post của Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhiệt tình chào đón phái đoàn, còn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết sẽ không can thiệp vào chuyến đi. Thượng viện Pháp mới đây cũng có động thái khác khiến cho Bắc Kinh tức giận khi đề xuất một nghị quyết kêu gọi sự tham gia của Đài Loan và các cơ quan Liên Hiệp Quốc như Đại hội đồng Y tế Thế giới, Ủy ban Biến đổi Khí hậu, Interpol và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Chuyến thăm của các thượng nghị sĩ Pháp diễn ra vài ngày sau khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cử 38 máy bay chiến đấu xâm phạm không phận hòn đảo vào đúng dịp Quốc khánh 1 tháng 10. Cuối tuần qua, kỷ lục 39 máy bay chiến đấu đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đài Loan đã triển khai lực lượng tuần tra trên không để phản đối và theo dõi máy bay Trung Quốc. Các hệ thống tên lửa cũng được kích hoạt để sẵn sàng ứng chiến. Trung Quốc đã điều máy bay đến hòn đảo mà họ tuyên bố là một phần lãnh thổ này gần như hàng ngày trong vài năm qua, cũng như đẩy mạnh các cuộc tập trận quấy rối khiến người dân Đài Loan hoang mang, lo sợ chiến tranh và dần dần chịu khuất phục. Tuần trước, Trung Quốc đã điều 24 máy bay chiến đấu về phía Đài Loan sau khi hòn đảo nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương mà Trung Quốc cũng mới xin gia nhập trước đó. Đài Loan và Trung Quốc bị phân tách sau cuộc nội chiến năm 1949. Phe thua trận của ông Tưởng Giới Thạch đã chạy ra hòn đảo và thành lập một chính quyền mới. Phe thắng trận của ông Mao Trạch Đông sau đó tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10. Từ đó đến nay, hai chính quyền tồn tại song song và độc lập. Hòa cùng tình trạng thiếu điện chung trên khắp Trung Quốc, lần đầu tiên tỉnh Chiết Giang đã phải mua than đá từ nước láng giềng Kazakhstan. Số than này sẽ ngay lập tức cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện tại địa phương. Tờ Thời báo Chiết Giang đưa tin, lô hàng 136.000 tấn than chất lượng cao đã được dỡ ở cảng Liêu Hân sau chuyến hành trình kéo dài 30 ngày. Theo số liệu hải quan, than từ quốc gia Trung Á không giáp biển có giá cao hơn so với các nhà cung cấp khác do phải vận chuyển bằng đường sắt và Trung Quốc hầu như không nhập khẩu than của Kazakhstan trong năm nay. Đây là chuyến hàng đầu tiên. Tuy nhiên, giá than ở Trung Quốc đã tăng cao kỷ lục khiến việc nhập khẩu như vậy trở nên hiệu quả hơn về kinh tế khi Chiết Giang đang trải qua thời kỳ thiếu điện trầm trọng và các mỏ than cũng đang cạn dần.
Đơn vị nhập khẩu là tập đoàn năng lượng Chiết Giang do chính quyền tỉnh điều hành. Trong tháng 6 và tháng 7, công ty này cũng lần đầu tiên nhập khẩu than từ Mỹ với khối lượng tổng cộng 130.000 tấn. Trung Quốc đang ở trong tình trạng khủng hoảng thiếu điện do nguồn cung than thiếu hụt, kết hợp với nhu cầu năng lượng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất công nghiệp và hộ gia đình. Điều này đẩy giá than lên mức cao kỷ lục và gây ra tình trạng cắt điện trên diện rộng. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật vào hôm qua 4 tháng 10. Ông lên cầm quyền giữa lúc phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như Covid-19, kinh tế tăng trưởng thấp, già hóa dân số và các mối đe dọa ngày càng tăng từ sự hung hăng của Trung Quốc. Những nhân vật chủ chốt nào trong nội các sẽ sát cánh cùng ông? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Người thứ nhất, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi. Ông là một trong số ít các bộ trưởng từ chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga giữ nguyên chức vụ. Ông Motegi, 65 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại trước khi được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm đứng đầu Bộ Ngoại giao trong cuộc cải tổ nội các năm 2019. Với tư cách là Bộ trưởng Thương mại, ông đã giải quyết các cuộc đàm phán về Hiệp định Kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Được đào tạo tại Đại học Harvard và Đại học Tokyo, ông Motegi nói tiếng Anh thành thạo. Ông lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện năm 1993. Ông gia nhập Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, cầm quyền vào năm 1995. Người thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Ông là em trai của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Năm nay 62 tuổi, ông được người chú không có con nhận nuôi ngay sau khi chào đời. Ông từng làm việc tại Mỹ, Úc và Việt Nam khi còn ở trong công ty thương mại, trước khi bước chân vào chính trường năm 2004. Ông Kishi, người có tư tưởng phù hợp với người anh bảo thủ Shinzo Abe, đã lên tiếng ủng hộ sửa đổi hiến pháp, cũng như lo ngại về sự hung hăng của nước láng giềng Trung Quốc. Ông được biết là người có quan hệ thân thiện với Đài Loan. Ông tốt nghiệp Đại học Keio năm 1981 với tấm bằng kinh tế. Người thứ ba, Bộ trưởng Tài chính Shinichi Suzuki là một chính trị gia ít được biết đến, nhưng có mối quan hệ rộng khắp, từng là bộ trưởng phụ trách Thế vận hội. Ông Suzuki cũng là em rể của Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm Taro Aso và là con trai của cựu Thủ tướng Zenko Suzuki. Ông là sự lựa chọn được cho là sẽ tránh đi lạc khỏi đường lối của chính phủ tiền nhiệm và tiếp tục nỗ lực để cân bằng chi tiêu cho tăng trưởng và cải cách. Ông tốt nghiệp Đại học Waseda, lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 1990. Người thứ tư, Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Koichi Hajuda. Ông Hajuda, 58 tuổi, một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, là Bộ trưởng Giáo dục từ năm 2019. Ông đã phục vụ dưới thời hai Thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga. Ông là Phó Chánh Văn phòng Nội các trong chính quyền của Thủ tướng Abe và Cố vấn đặc biệt từ năm 2013 đến năm 2015. Ông được bầu vào Hạ viện lần đầu tiên vào năm 2003. Trước đó, ông đã từng là thành viên của Hội đồng Chính quyền địa phương ở Tokyo. Người thứ năm, Bộ trưởng phụ trách vaccine và tiêm chủng Noriko Horiuchi. Bà Horiuchi, 55 tuổi, lần đầu đảm nhiệm chức bộ trưởng với tư cách là một trong ba phụ nữ trong nội các của Thủ tướng Kishida. Bà từng là Thứ trưởng Môi trường và Bộ trưởng Nhà nước trong văn phòng nội các dưới thời Thủ tướng Yoshihide Suga. Bà bước chân vào chính trị dưới sự dẫn dắt của cha chồng, cũng là cựu Bộ trưởng Thương mại Mitsuo Horiuchi sau khi ông nghỉ hưu. Lần đầu tiên bà được bầu vào Hạ viện năm 2012. Người thứ sáu, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi. Tốt nghiệp trường kinh tế Kennedy thuộc Đại học Harvard và Đại học Tokyo, ông Kobayashi, 46 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Tài chính, nơi ông có thời gian làm việc ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ, trước khi chuyển sang thuần túy chính trị vào năm 2010. Ông lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện năm 2012, ông cũng từng là Thứ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Việc bổ nhiệm ông Kobayashi phản ánh tầm ảnh hưởng của ông Akira Amari, Tổng thư ký mới được bổ nhiệm của LDP và là một đồng minh của cựu Thủ tướng Abe. Ông Akira Amari là kiến trúc sư các chính sách an ninh kinh tế của Nhật Bản nhằm bảo vệ những công nghệ nhạy cảm khỏi sự ăn cắp từ Trung Quốc, cũng như trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và an ninh mạng. Người thứ bảy, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Daishiro Yamagiwa. 113 gương mặt mới trong nội các của Thủ tướng Kishida là ông Yamagiwa, 53 tuổi, người bắt đầu sự nghiệp chính trị ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo với chứng chỉ về khoa học thú y. Ông trở thành nghị sĩ ở Hạ viện vào năm 2003 và có thời gian ngắn giữ chức Thứ trưởng Thương mại trong chính phủ cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Yamagiwa được coi là thân thiết với tân Tổng thư ký LDP Akira Amari, từng tham gia nhóm của ông Amari trước khi theo ông Amari vào phe của Bộ trưởng Tài chính Taro Aso năm 2017. Sau nhiều đồn đoán cân nhắc lẫn công khai, thị trưởng thủ đô Manila của Philippines, ông Francisco Domagoso đã chính thức nộp đơn tranh cử tổng thống năm 2022. Dự kiến cuộc bầu cử năm sau sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. Để chiến thắng, ông Francisco sẽ phải vượt qua hàng loạt ứng viên đăng ký như tay đấm huyền thoại Manny Pacquiao hay con gái của đương kim tổng thống Duterte.
Dẫn lời của luật sư riêng, hãng tin Reuters cho biết, cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hiện đang rất mệt mỏi vì phải hầu tòa quá nhiều, song sức khỏe không gặp vấn đề quá lo ngại. Chia sẻ với hãng tin Reuters hôm 4 tháng 10, ông Kim Bong-jo, luật sư của bà Aung San Suu Kyi nói rằng sức khỏe của thân chủ mình có dấu hiệu giảm sút do tuổi cao, cũng như phải thường xuyên hầu tòa. Ông Khan cho biết bà ấy rất mệt mỏi, tuổi của bà ấy không cho phép bà ngồi điều trần suốt như vậy. Cũng trong cùng ngày, vì lý do sức khỏe, bà Suu Kyi đã nộp đơn lên các thẩm phán yêu cầu giảm tần suất điều trần xuống 2 tuần một lần thay vì hàng tuần như hiện nay. Theo nguồn tin, cố vấn nhà nước Myanmar, 76 tuổi, đã phải tham gia các phiên xét xử kể từ tháng 6, sau 4 tháng bị giam giữ trong cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 2. Hiện nữ chính trị gia đang phải đối mặt với hàng loạt tội danh. Bà có thể phải ngồi tù hàng chục năm vì những cáo buộc này. Trong động thái mang đầy thiện chí hòa bình, Israel đã gửi một phái đoàn gồm nhiều bộ trưởng tới thành phố Ramallah ở bờ tây sông Jordan và đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề về quan hệ song phương, tình hình quốc tế cũng như trợ giúp nhau đối phó COVID-19. Lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã gặp một phái đoàn chính phủ Israel tại Ramallah vào cuối tuần qua. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai bên trong một tháng. Ông Abbas đã tiếp Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz, Bộ trưởng Hợp tác khu vực Esawi Feris và cấp phó Michael Rosin, tất cả đều thuộc đảng cánh tả Meretz, một phần của Liên minh cầm quyền. Hãng Wafa của Palestine đưa tin, Tổng thống Abbas nhấn mạnh tầm quan trọng việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel để đảm bảo được nền hòa bình công bằng phù hợp với các nghị quyết quốc tế. Các thành viên đảng Meretz nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại song song. Tuy nhiên, để tiến tới một nhà nước Palestine độc lập, điều cần thiết phải xây dựng lòng tin giữa hai bên. Các lãnh đạo Meretz đã bị nhiều nhóm cánh hữu của Israel chỉ trích gay gắt về cuộc gặp với ông Abbas. Vào cuối tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã đến thăm trụ sở chính quyền Palestine để hội đàm với Tổng thống Abbas, một cuộc gặp chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng vài năm. Sau cuộc hội đàm đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói rằng không có tiến trình hòa bình nào đang thương lượng với người Palestine. Cuộc họp cuối tuần qua diễn ra khi các lãnh đạo phong trào Hamas, tổ chức quản lý dải Gaza đã tiến hành một số cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo của Ai Cập về khả năng trao đổi tù nhân với Israel. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Abbas nói sẽ cho Israel một năm để rút khỏi các lãnh thổ chiếm đóng. Nếu không, ông sẽ không còn công nhận Israel dựa trên biên giới năm 1967. Israel sáp nhập Đông Jerusalem năm 1967, sau đó coi toàn bộ thành phố là thủ đô của mình. Người Palestine cũng muốn Đông Jerusalem là thủ đô của họ. Trong một tuyên bố hôm 4 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Tryskin Zikon từ tàu ngầm hạt nhân Severodskin. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi đây là một vũ khí thuộc một phần của hệ thống vũ khí vô song thế hệ mới mà nước này sản xuất. Theo hình ảnh từ một video chất lượng thấp do cơ quan chức năng Nga cung cấp, tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu thử nghiệm trên biển Barents. Những hình ảnh thử nghiệm tên lửa mới được Nga công khai đã khiến nhiều chuyên gia phương Tây tiếp tục hoài nghi về mức độ tân tiến của thế hệ vũ khí mới của Nga. Song họ cũng không thể không công nhận rằng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ cao của tên lửa siêu thanh khiến chúng rất khó để theo dõi và đánh chặn. Hồi 2018, Tổng thống Nga Putin đã công bố hàng loạt vũ khí thế hệ mới. Đây là những vũ khí mà ông Putin cho rằng có thể tấn công hầu hết mọi điểm trên thế giới và né tránh được lá chắn do Mỹ chế tạo. Quý vị thân mến, nhiều năm kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bùng phát tới nay, trong một động thái hòa giải, chính quyền Jordan đã quyết định sẽ mở lại biên giới với nước láng giềng này và từng bước tiến tới bình thường hóa quan hệ. Mới đây, nhà vua Jordan đã nhận cuộc gọi từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Rất lâu rồi họ mới lại nói chuyện thân tình như vậy. Quốc vương Jordan Abdullah vừa nhận một cuộc điện thoại từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các quan chức cho biết đây là lần đầu tiên liên lạc giữa họ kể từ khi bắt đầu xung đột ở Syria một thập kỷ trước. Cuộc điện đàm được Cung điện Hoàng gia Jordan công bố là bước đi mới nhất trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa các nhà lãnh đạo có quan điểm đối lập trong cuộc nội chiến Syria. Jordan ủng hộ phe nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn, đang tìm cách loại bỏ chính quyền của Tổng thống Assad. Một tuyên bố của Cung điện Jordan cho biết các lãnh đạo đã điện đàm về mối quan hệ giữa hai quốc gia anh em và một số cách thức để tăng cường hợp tác. Quốc vương Abdullah nói với ông Assad rằng ông ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng phía Bắc và sẽ nỗ lực để duy trì sự ổn định trong khu vực. Nhà vua Jordan từng kêu gọi ông Assad từ chức sau cuộc đàn áp đẫm máu, các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2011. Sau đó, Jordan trở thành nơi cung cấp vũ khí của phương Tây và Ả Rập cho các lực lượng đang cố gắng lật đổ ông Assad.
Tuy nhiên, trong vài tháng qua, đồng minh trung thành của Mỹ đã tăng tốc các bước bình thường hóa quan hệ với Syria. Gần 2 tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Syria đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Jordan nhằm thảo luận về điều phối an ninh xuyên biên giới. Một số tài liệu bị rò rỉ mới đây cho thấy nhà vua Jordan đã chi hàng trăm triệu đô la từ tiền thuế để mua các vật dụng cá nhân đắt tiền dùng trang trí trong nhà riêng của mình. Điều này khiến cho nhiều người tức giận trong bối cảnh kinh tế Jordan vẫn đang khó khăn chồng chất và thất nghiệp tràn lan vì COVID-19. Tài liệu Pandora được chia sẻ vào cuối tuần qua bởi các hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ đã tiết lộ rằng vua Abdullah của Jordan từ năm 2003 đến năm 2017 đã tích lũy một đế chế bất động sản cao cấp bao gồm 14 ngôi nhà từ California và Washington của Mỹ đến London và Ascot của Vương quốc Anh. Bên cạnh đó là các mặt hàng trang trí đắt tiền không đong đếm được. Các tài sản đều được mua bí mật, sử dụng công ty nước ngoài được thành lập ở quần đảo Virgin thuộc Anh để che giấu quyền sở hữu của nhà vua. Hầu hết các ngôi nhà được mua sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập năm 2011. Tòa án Hoàng gia Jordan hôm 4 tháng 10 cho biết các cáo buộc trong tài liệu Pandora bao gồm những điều không chính xác, bóp méo và phóng đại sự thật. Trong một tuyên bố của họ có đoạn, không có gì bí mật khi nhà vua sở hữu một số căn hộ dinh thự ở Mỹ và Vương quốc Anh. Điều này không có gì lạ và cũng không phải là không đúng. Nhà vua sử dụng những tài sản này trong các thành viên gia đình, cùng ở tại một trong những nơi này trong các chuyến thăm riêng lẻ. Luật sư của quốc vương Abdullah cũng cho biết trong một tuyên bố, nhà vua không hề lạm dụng tiền công hay bất kỳ khoản nào từ viện trợ để sử dụng cho mục đích riêng. Nhà vua quan tâm sâu sắc đến người dân và hành động một cách chính trực vì lợi ích tốt nhất của đất nước. Nhà chức trách nước này đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn trang web của ICIJ ở Jordan vài giờ trước khi báo cáo của Pandora được tung ra. Hai cựu thủ tướng Jordan bao gồm ông Abdelkarim Kabariti và Nader Dabahi cũng được đề cập trong báo cáo Pandora. Các tài liệu cho thấy ông Kabariti có liên hệ với hai công ty nước ngoài ở quần đảo Virgin thuộc Anh và có tài khoản 1,5 triệu đô la tại ngân hàng Jordan Kuwait vào năm 2013. Ông Kabariti nói với ICIJ rằng ông không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến hai công ty được đề cập. Trong khi đó, ông Dahabi, người từng là thủ tướng Jordan vào năm 2007, có liên hệ với một công ty nước ngoài được thành lập ở quần đảo Virgin. Công ty đã sử dụng một cổ đông để che giấu danh tính sở hữu thực sự. Con trai ông Dahabi xuất hiện trong hồ sơ với tư cách là một đồng sở hữu. Cựu thủ tướng Dahabi và con trai không trả lời các yêu cầu bình luận. Chính quyền Jordan từ lâu bị cáo buộc tìm cách bịt miệng những người đặt câu hỏi về sự giàu có của vua Abdullah, người đã trị vì đất nước trong hơn 2 thập kỷ. Đầu năm nay, một cuộc rạn nứt chưa từng có đã nổ ra trong nội bộ gia đình cầm quyền của Jordan giữa nhà vua và cựu thái tử Hamzan bin Hussein, một nhân vật được công chúng yêu mến, khi ông chỉ trích hệ thống cầm quyền hiện tại chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích tài chính và tham nhũng ngày càng trầm trọng. Vụ việc sau đó được giải quyết ổn thỏa và nhà vua Abdullah tiếp tục nắm quyền cho đến nay. Thưa quý vị, trong một tuyên bố mới đây, Lufthansa, hãng hàng không lớn nhất nước Đức cho biết đã thuê 4 chiếc máy bay chở khách đường dài Airbus A350 mới vào đội bay của mình. Trong bối cảnh hãng này đang tái cấu trúc để cân bằng tài chính khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành khắp nơi ở trên thế giới. Phát biểu trong một hội nghị, ông Carsten Spohr, giám đốc điều hành hãng hàng không mang cờ Đức Lufthansa, cho biết hãng đang hiện đại hóa đội bay vì đây là một trong những trụ cột để họ có thể đối phó với những thách thức mà đại dịch COVID-19 mang lại. Bên cạnh đó, ông Spohr nêu rõ kế hoạch của Lufthansa sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tranh luận về khí thải hay những thiệt hại mà ngành hàng không đang phải gánh chịu do COVID-19. Ngoài việc đầu tư bổ sung thêm 4 chiếc máy bay chở khách đường dài Airbus A350 vào đội bay, hãng hàng không lớn nhất nước Đức sẽ đẩy nhanh tiến trình thay thế các máy bay Airbus A340 và Boeing 747, những phương tiện ít tiết kiệm nhiên liệu và phát lượng khí thải cao. Ông Spohr cũng bày tỏ quan ngại về việc mở cửa lại biên giới của Trung Quốc cách chậm chạp như hiện nay đang ảnh hưởng đến sự phục hồi của các hãng hàng không của nước Đức. Vào hôm qua 4 tháng 10, giải Nobel Y học 2021 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là David Julius và Arden Pataputian vì những khám phá về các thụ thể với nhiệt độ và xúc giác. Tại buổi lễ vinh danh ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển, Viện Karolinska công bố giải Nobel Y học 2021 đã thuộc về hai nhà sinh học người Mỹ là ông David Julius, giáo sư tại Đại học California ở thành phố San Francisco, và ông Adam Pataputian, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Scripps ở bang California.
Ủy ban Nobel nhấn mạnh những phát hiện quan trọng của họ liên quan đến cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác để giúp chúng ta hiểu được cách hệ thống thần kinh của con người hoạt động và thích ứng với môi trường xung quanh như thế nào. Kiến thức này đang được sử dụng để phát triển phương pháp điều trị của một loạt bệnh, trong đó có đau mãn tính. Theo hãng tin Reuters, hai chủ nhân mới của giải Nobel Y học 2021 sẽ cùng chia sẻ giải thưởng trị giá 10 triệu crown Thụy Điển, tương đương 26 tỷ đồng. Tại cuộc hội đàm niềm tin và khoa học mới được tổ chức ngay trước thềm COP26, Đức Giáo Hoàng cùng nhiều lãnh đạo tôn giáo mới đây đã đưa ra lời kêu gọi các lãnh đạo chính phủ cần phải hành động khẩn cấp nhằm cứu hành tinh khỏi một cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có. Cuộc hội đàm niềm tin và khoa học hướng tới COP26 được tổ chức hôm qua ngày 4 tháng 10 đã quy tụ nhiều nhà lãnh đạo cơ đốc giáo, gồm Tổng giám mục Canterbury của Giáo hội Anh Justin Welby và Thượng phụ Đại Kết Thành Constantinople của Chính thống giáo Đông Phương. Bên cạnh đó, đại diện của Hồi giáo, Do Thái giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Hỏa giáo và Kỳ Na giáo cũng tham gia sự kiện này. Phát biểu trong một cuộc hội đàm, Giáo hoàng Francis nói rằng hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland chính là một cuộc triệu tập khẩn cấp nhằm đưa ra các phản ứng hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có như hiện nay. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng các tôn giáo sẽ cùng đồng hành với chính phủ các nước trên thế giới trong công cuộc này bằng sự cam kết và gần gũi về tinh thần. Lời kêu gọi chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo được đưa ra trong cuộc hội đàm niềm tin và khoa học hướng tới COP26 đã được gửi đến Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio và các thành viên của Quốc hội Anh Alois Sharma, người nắm giữ vị trí chủ tịch COP26. Một bữa tiệc sinh nhật ba chú gấu trúc khổng lồ con đã được tổ chức tại Công viên Động vật Hoang dã Thượng Hải, Trung Quốc. Cùng chung vui với chúng còn có sự tham gia của các du khách đến từ mọi miền đất nước. Theo hình ảnh từ video, những người chăm sóc động vật đã chuẩn bị hai chiếc bánh sinh nhật cùng những đồ chơi phù hợp với từng cá thể trong số ba con gấu trúc. Gấu trúc khổng lồ Subao và Guianjin được sinh ra vào tháng 10 năm 2017. Đến nay, chúng đã được 4 tuổi và hiện có chỉ số phát triển rất tốt. Trong khi đó, gấu trúc khổng lồ Kangkang tròn 2 tuổi đã học được nhiều kỹ năng cơ bản như ăn măng hay chơi đùa cùng với mẹ của nó. Theo Công viên Động vật Hoang dã Thượng Hải, công chúng có thể gặp gỡ ba con gấu trúc đáng yêu này trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần từ 1 đến 7 tháng 10. Quý vị thân mến, rác thải nhựa, một chất liệu vô cùng quen thuộc mà chúng ta thường sử dụng để tạo ra những món đồ tái chế hữu ích. Thế nhưng, dùng rác thải nhựa để xây nên một bảo tàng thì có lẽ đây là một ý tưởng vô cùng độc đáo và lạ lùng. Chúng ta hãy cùng tham quan địa điểm này ở Indonesia nhé! Đây là bảo tàng ngoài trời ở thị trấn Rishis ở phía đông đảo Java của Indonesia, được làm hoàn toàn từ đồ nhựa bỏ đi. Để có thể xây dựng công trình vô cùng độc đáo này, các nhà bảo vệ môi trường phải mất 3 ngày để phân loại và lắp ráp hơn 10.000 vật phẩm bằng nhựa, gồm các loại chai, túi xách cho đến các loại túi và ống hút. Được biết, những vật phẩm này được thu gom từ các con sông và bãi biển bị ô nhiễm ở Indonesia. Được đặt giữa trung tâm của bảo tàng là bức tượng Sri Sri, đại diện cho nữ thần của sự thịnh vượng được nhiều dân xứ vạn đảo tôn thờ. Chiếc váy của nữ thần được làm bằng các gói đồ gia dụng, sử dụng một lần. Chia sẻ với truyền thông về mục đích xây dựng bảo tàng rác thải nhựa, người sáng lập Riri Arisandi cho biết: "Chúng tôi muốn gửi lời kêu gọi đến mọi người hãy ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần vì những thứ này đang gây ô nhiễm đại dương và thế giới của chúng ta. Sau hơn một tháng mở cửa, bảo tàng đã đón hơn 400 lượt khách đến tham quan. Rác thải nhựa hiện là một vấn đề quan trọng ở Indonesia. Lượng rác thải nhựa đổ ra biển của quốc gia này đứng thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc." Hôm qua 4 tháng 10, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Panjaitan cho biết hòn đảo du lịch nghỉ dưỡng Bali của nước này sẽ bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế từ Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản cùng một số quốc gia khác kể từ ngày 14 tháng 10 tới. Theo Bộ trưởng Luhut, khách du lịch khi đến đây tham quan bắt buộc phải thực hiện cách ly trong 8 ngày. Động thái này được giới chức Indonesia đưa ra với hy vọng có thể phục hồi được lĩnh vực du lịch trong nước cũng như tại địa phương sau khi tình hình dịch bệnh tại quốc gia này bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt. Bali từng là địa điểm du lịch thu hút nhiều sự quan tâm của khách du lịch nhất Indonesia, song nơi đây đã bao trùm vẻ vắng lặng lạ thường khi đại dịch bắt đầu bùng phát ở quốc gia này. Hội chợ sách lớn nhất Ả Rập Xê Út mới đây đã được tổ chức tại Riyadh, thủ đô của nước này. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 1 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 10 tháng 10.
được tổ chức tại 4 địa điểm khác nhau trên khắp thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Đây là hội chợ sách quốc tế lớn nhất của nước này. Khi đến với sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá hơn 1 triệu cuốn sách đến từ hàng ngàn nhà xuất bản. Tôi đến hội chợ sách quốc tế Riyadh cùng con gái của mình. Tôi rất vui vì sau một năm bị hoãn vì đại dịch COVID-19, sự kiện thường niên này được tổ chức trở lại. Tôi sẽ dành cả ngày với con gái của mình ở đây. Hội chợ sách là một cơ hội để những người say mê đọc sách như tôi có cơ hội để tìm hiểu thêm nhiều nền văn hóa. Tôi rất vui và rất hào hứng khi tham gia sự kiện này. Bên cạnh trưng bày nhiều đầu sách, hội chợ cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như biểu diễn âm nhạc hay hội thảo văn học. Hội chợ sách quốc tế Riyadh dự kiến mở trong 10 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 10 tháng 10. Quý vị thân mến, Alejandro Sanz, một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Tây Ban Nha, mới đây đã trở thành chủ nhân của ngôi sao thứ 2703 trên đại lộ danh vọng Hollywood. Phát biểu trên bục nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng, nghệ sĩ Tây Ban Nha Alejandro Sanz xúc động nói rằng: "Tôi đã mơ rất nhiều lần về khoảnh khắc tôi sẽ được đứng trên sân khấu, sống hết mình với âm nhạc và những người thân yêu của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung ra được tôi sẽ đứng ở đây. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cuộc sống trở nên tuyệt vời vì những khoảnh khắc như thế này." Chủ nhân ngôi sao thứ 2703 trên đại lộ danh vọng Hollywood, Alejandro Sanz, là một nghệ sĩ, ca sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng Tây Ban Nha. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1990, ông hoàng nhạc Latin đã sở hữu hơn 22 giải Grammy Latin và 4 giải Grammy. Theo kế hoạch, ca sĩ Alejandro Sanz sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ, bắt đầu ở bang Illinois vào ngày 8 tháng 10 và kết thúc ở thành phố San Jose của bang California vào ngày 31 tháng 10. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới hôm nay. Ngọc Mai rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.